đào tạo những cái kiến thức rất là cơ bản cho cái ngân hàng, và chúng ta không được học tập những cái kỹ năng mềm, cái kinh nghiệm, những cái thất bại trong cái quá trình chúng ta làm việc. Trong buổi sáng này thì chúng ta làm cái lễ kick off một cái dự án mà đi nữa, tất cả có một số anh chị đại diện của ban chủ đầu tư cũng như đơn vị thiết kế sẽ chia sẻ thêm để anh chị nắm được thêm những cái thông tin để chúng ta có thể biết được là chúng ta đang chuẩn bị cầm trên tay những sản phẩm gì, đối tượng của khách hàng chúng ta ra sao, và cái khả năng thành công của cái việc bán hàng nó như thế nào, cũng như chúng ta có quyền tự hào về việc bán hàng của họ. Thì tí nữa chúng ta sẽ có thêm những thông tin đó để chúng ta có thể kết thúc. Về phía tập đoàn này, cá nhân tôi nghĩ là cái tiềm năng của sản phẩm này chúng ta
thì rõ ràng là đây là một xu hướng mới của khi mà cái thu nhập của người dân tăng lên, cái nhu cầu được về nhà, được nghỉ ngơi, được hưởng thụ, được làm tất cả mọi thứ trong một cái không gian mà hạn chế cái thời gian đi lại như những cái ở những thành phố đó, thì như vậy cái tiềm năng đây là mạnh xu hướng rõ ràng là càng về sau thì cái giá trị của tòa nhà đang đó sẽ càng được thể hiện và càng thể hiện hơn, thể hiện hơn, nó càng tạo cái sự sức hút hơn, tạo giá trị trong tương lai ngày càng ngày càng cao hơn. Chưa kể chúng ta cũng biết là đặc biệt là quận Tân Bình là quận đầu tư ở Tân Thành cùng thời kỳ chúng ta sẽ nói như vậy. Của dân cư rất là lớn, không có kém gì các quận trung tâm của Hồ Chí Minh. Tuy nhiên đến giờ phút này ở thủ đức chưa có một cái công trình mà để các cái cư dân mà có tiềm năng lớn như vậy, tài sản lớn như vậy, giàu có như vậy, và đây là một cái sản phẩm mà chúng ta chuẩn bị đưa ra để đáp ứng cái nhu cầu đó, thì chúng ta thấy là cái lượng cái cầu là lớn đối với người khách hàng chúng ta tại chỗ, chứ không có phải là những khách hàng, thì đây là một cái lợi thế rất là lớn đối với vấn đề sản phẩm khi chúng ta đưa ra thị trường. Cái vấn đề thứ hai là chương trình phân phối, thì tổng cái dự án này chúng ta chỉ có 729 căn căn hộ và cái là cái căn số hai căn số hai, thì tin rằng với cái lực lượng nhà ở trên thành phố chúng ta ở đây với 8 cái nhà phân phối lớn và trên 1.000 xe, thì như vậy là đây là cái kênh phân phối cho những khu vực đang chương trình hỗ trợ tín dụng cho người mua rất là lớn, đặc
bên cạnh đó thì chúng ta có cái tổ hợp xây dựng và giám sát của dự án rất là có kinh nghiệm. Chúng ta tổ hợp xây dựng, chúng ta là tổng thầu xây dựng, chúng ta có Sisiwa và Chakorin, các anh chị cũng biết Sisiwa là cái đơn vị doanh nghiệp trước đây tên là doanh nghiệp nhà nước lớn nhất phía Nam và là doanh nghiệp mà họ là có cái năng lực là xây dựng các cái đường metro hiện tại của đó, một trong đơn vị thống chính để làm các đường metro từ tháng quy mô và những cái gì đó. Đơn vị tư vấn giám sát chúng ta có là đơn vị tư vấn giám sát hàng đầu để đảm bảo được là chất lượng của sản phẩm sẽ đạt được yêu cầu cao nhất. 4 triệu cho cái thằng và một điểm nữa thì tôi nghĩ là than chốt nhất của cái việc bán hàng đó là cái thời điểm thị trường điểm đặt tiền nó mình quảng cáo xứng đáng xử lý mua một sản phẩm bất động sản thì có lẽ là hai cái mục đích rất là lớn. Thứ nhất là cái nhu cầu ở hưởng thụ, và cái thứ hai là đó là chúng ta có được lưu giữ được gìn giữ những cái tài sản cho tương lai, cho gia đình, cho con cái các bạn về sau này. Thì chúng ta thấy thì tại thời điểm hiện tại như tôi đã nói, tôi chia sẻ là cái nhu cầu của cái gia đình Thủ Đức có cái lượng tài sản lớn đang rất là mong muốn tìm được một cái sản phẩm ngay tại khu vực mà họ đã sinh sống trong đây, là tại Thủ Đức này là đang rất lớn và sản phẩm đã hoàn toàn không có để cung cấp cho Thủ Đức. Thì cái sản phẩm của chúng ta nó trở nên cao hơn. Thủ Đức, thành phố Thủ Đức trên cái đà hình thành và dự kiến là cái bộ máy của thành phố Thủ Đức sẽ được sớm rồi tin hoa hoa không chờ lắm như báo đài thì dự kiến là chỗ khách ngay đường thẳng tắp không phải cao như thế thì như vậy nếu chúng ta ở thành phố Thủ Đức thì chúng ta thấy là có ba quận được đưa vào thì là quận 2, quận 9 của Thủ Đức. Nếu quận 2, quận 9 là hai cái quận đầu mới phát triển trong thời gian gần đây thì quận Thủ Đức là rất là lâu đời, năm 30 chiều dài lịch sử của thành phố, cái lượng dân cư đều là rất là ổn định ở tại quận Thủ Đức này. Và chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là đường Võ Văn Ngân mà nơi mà tọa lạc của dự án vốn dĩ là cái đường thép chốt huyết mạch trung tâm nhất của quận hoàn toàn có thể tiềm năng trở thành một cái con đường như đường Nguyễn Huệ của thành phố Thủ Đức trong tương lai. Thì như vậy thì cái giá trị tiềm năng của những cái tài sản nằm ở trên cái con đường này để chúng ta hoàn toàn có thể tham chiếu được những cái tài sản nằm trên cái con đường Nguyễn Huệ 20 năm trước đây hay 10 năm trước đây so với hiện nay, thì đó là cái giá trị rất là lớn mà chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm, chúng ta có thể hoàn toàn tự hào khi chúng ta tư vấn, chúng ta bán một cái món hàng cho khách hàng chúng ta không phải khách hàng chúng ta không những được thừa hưởng những cái giá trị tốt đẹp, những cái không gian sống rất là tốt cho hiện tại, mà khách hàng chúng ta có thể đây nhìn thấy đây là một cái tài sản chúng ta đó tạo ra rất là lớn cho khách hàng. Thì như vậy thì chúng ta nhân xe chúng ta nói là bán hàng có tâm, chúng ta đưa một cái mặt hàng mà nó tạo ra một cái giá trị hữu dụng hiện tại tương lai và bảo vệ được tài sản cũng tăng được tài sản rất là lớn. Và như vậy chúng ta cũng hoàn toàn có thể tự hào là chúng ta không chỉ bán một căn nhà mà chúng ta đang bán một cái khoản đầu tư rất là chắc chắn, một cái giá trị bán của khoản bảo vệ tương lai cho chúng ta. Thì như vậy chúng ta thấy là đi tiến ra về phía đây là một cái sản phẩm đến cái phút này chủ đầu tư các cái đơn vị phát triển, đơn vị xây dựng, đơn vị thiết kế, các cái nhà tài trợ tiêu dùng đang rất là tự tin đứng phía sau đó, và tôi cũng tin rằng tất cả các bạn ở đây hoàn toàn tự tin để mang cái sản phẩm này ra thị trường, và chúng ta có hoàn toàn là tự hào khi chúng ta trao cái sản phẩm này đến những cái khách hàng tiềm năng, khách
sức khác của Việt Nam. Thay mặt tập đoàn, tôi xin chúc, tôi xin tuyên bố kết quả của sales của Việt Nam của Việt Nam và chúc tất cả chúng ta thật là dồi dào sức khỏe, thật là vui vẻ và thật là thành công trong cái việc mà chúng ta phân phối, chúng ta bán hàng. Công nghệ 4.0 mà Kim Brown Infinity có. Ngay từ khi biết là đi từ, anh Hùng đã mang theo sứ mệnh tạo ra sản phẩm thiết bị để trở thành một công ty hàng đầu, một công ty mới chỉ của thành phố Hồ Chí Minh, mà còn cả khu vực, đó là sự thay đổi từ cả tiêu chí vật chất, thiết bị kỹ thuật là thế hệ. Phố Hồ Chí Minh, thành phố của tương lai. Sau khi thành lập, thành phố Hồ Chí Minh hy vọng sẽ giúp thành phố như vậy thì biết bơi biến đổi được để theo hướng chỉ định sáng tạo công nghệ. Đây là chân trở, là khát vọng mà đường hai thập niên qua thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thực hiện được. Vì sao Hồ Chí Minh lại được lựa chọn? Với vị trí địa lý là trung tâm miền Đông Nam Bộ, cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển đồng bộ, thủ tục khai quan của điều kiện thuận lợi của việc kết nối giao thông và tăng cường hợp tác kinh tế với các khu vực lân cận. Khi hoàn thiện, thành phố Thủ Đức dự kiến được quy hoạch thành 6 khu chức năng chính, nhiệm vụ hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Khu đô thị Thủ Thiêm là trung tâm tài chính và kinh doanh mới của khu vực. Khu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là nơi nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao. Khu công nghệ cao là một dịch định hướng trở thành trung tâm sản xuất tự động hóa. Khu đô thị thông minh Trường Thọ sẽ dùng quản lý công nghệ cao. Khu Thành Thiên là trung tâm thể thao và sức khỏe. Khu đô thị sinh thái Tam Đa đã biến thành điều kiện phát triển đô thị sáng tạo. Khi hình thành, thành phố Thủ Đức dự kiến sẽ đóng góp 1/3 nguồn lực kinh tế cho thành phố Hồ Chí Minh, tiếp khoảng 7% GDP cả nước, tạo thế diện rộng cho thành phố Hồ Chí Minh trong vị trí đại đô thị, dẫn dắt bản giải dân cư trong miền phía Nam. Với mô hình quy hoạch mới, cuộc chiến đang nắm trong tay và đổi mới để trở mình ngoài quân trong tương lai. Khi những thực tế cho thấy, ở thời điểm hiện tại, khu vực này đã trở thành tâm điểm tăng trưởng kỷ lục với đà tăng trưởng phi mã được vượt mặt từ 2009. Tuy nhiên, Thủ Đức vẫn còn những bước tiến trình dấu ấn đang hiện cho kết quả quy hoạch mang tính lịch sử trong hơn một thế kỷ qua và hoàn thiện bức tranh phát triển kỷ đô ngày hiện trước. Với định hướng trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, BCG Land hy vọng kiến tạo một công trình biểu tượng xứng tầm vị thế Thủ Đức, những vật dung hòa và phát triển được giá trị cộng đồng và lợi ích dân sinh, thay đổi diện mạo đô thị Thủ Đô. Đây chính là lý do để Kim Brown Infinity ra đời, để dấu sự trở nên ngoài mục của Thủ Đức với những trải nghiệm không giới hạn. Là tâm huyết của BCG Land, thành viên chủ tịch tập đoàn Bamboo Capital, một trong những tập đoàn đầu tư cá nhân hàng đầu Việt Nam với hơn 30 công ty thành viên và liên kết. Kim Brown Infinity tự hào đem đến tỉnh phòng thực tập căn hộ và trung tâm thương mại đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại thành phố Thủ Đức, với sứ mệnh tạo nên những kiến trúc những giá trị nhân sinh vượt xa những giới thông thường. Kim Brown Infinity chính là lựa chọn kinh tế trên cả hoàn hảo để mang đến chất lượng sống thân vương hiện đại. Hôm nay chúng tôi tổ chức buổi lễ ngày hôm nay cùng với
với một cái tâm huyết là ấp ủ từ rất là nhiều năm và muốn tạo ra được một cái sản phẩm thì chúng ta sử dụng là chúng ta vừa được anh Việt Nam có chia sẻ đó là sản phẩm đồng tô vì thế xưng tâm thì được phân công trong tập đoàn thì tôi là người sẽ đứng ra chịu trách nhiệm xây dựng nghiên cứu và phát triển cái dự án này. Hôm nay chúng tôi cũng rất là vui được đứng đây chia sẻ những cái gì mà sản phẩm có cho các anh chị là sale để chúng ta có thêm cái thông tin cũng như có thêm cái sức mạnh để khi chúng ta làm việc với lại khách hàng cũng như là chúng ta nói về sản phẩm này chúng ta có một cái niềm tin quyết định. Thì với cái chia sẻ ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ tổng quan cũng như là một số cái giai đoạn cũng như là một số cái ý tưởng trong cái quá trình giữa nhà phát triển, chủ đầu tư, tập đoàn Bamboo Capital và các đơn vị tư vấn đã hình thành ra cái concept thiết kế cho dự án Hình Rạp Phim Tiếp Tục. Thì tôi chia sẻ về lịch sử hình thành thì chúng ta có thể thấy như thế này. Đức là một cái vùng đất trước đây là gọi là vùng đất Cái An thuộc tỉnh Đồng Nai. Theo dòng lịch sử thì cái vùng đất này được sáp nhập vào gia đình Đức. Theo một số tài liệu được ghi chép thì tên gọi vùng đất xuất hiện được khoảng trăm năm nay theo cái tên của ông Tạ Hiến Minh, tức là cái hiệu của ông Tạ Hiến Minh là Thủ Đức, và ông là người có cái công rất lớn đưa người Hoa đến Du Đông và sinh sống tại vùng đất này. Chính vì như vậy chúng ta thấy Thủ Đức có một cái tiềm năng về thương mại dịch vụ rất là cổ xưa, kết hợp với lại các cái giao thương hàng hóa sản xuất các cái hàng hiệu công nghệ từ rất lâu, và cái đường chúng tôi còn ngày nay chúng ta ngày xưa là đường trước đây là đường Hoàng Diệu là một trong những cái trục đường mà sầm uất nhất thời điểm đó, và với cái vị trí là tiếp giáp giữa Sài Gòn ngay trong thời Pháp thuộc thì Thủ Đức đã chớm những cái hình thành các cái trung tâm tiểu vùng về thương mại dịch vụ cũng giống như là sản xuất hàng hóa rồi kết hợp với lại trồng trọt các loại cây như cây cao su và một số loại cây mà người Pháp mang sang. Và tâm điểm của Thủ Đức thì chúng ta có thể thấy đó là vùng đất cây chợ Thủ Đức, trung tâm của Thủ Đức là cái nơi mà chúng ta ngày hôm nay vẫn còn là một trong những công trình mà tính chất biểu tượng, mang tính chất quy tụ những cái ngành thương mại dịch vụ. Thì tại khu vực này thì chúng ta thấy là chúng ta những hình ảnh thân thương quen thuộc đó là xe ngựa, xe thổ bộ, xe lam và các thời kỳ tấp nập và rất là sầm uất. Đồng thời Thủ Đức còn là một cái nơi mà người ta hay gọi sân sau của các cái tụ điểm mà ngày xưa gọi là những cái tụ điểm vui chơi giải trí, khi nhắc đến thì ta hay gọi là một cái nơi mà nhập nhiều tài tử gia nhân ở những khu này. Và kể từ năm 1997 thì huyện Thủ Đức được tách ra là Đức quận 2 và quận 9 với cái sự đầu tư phát triển của nhà nước thì chúng ta thấy hệ thống giao thông, hệ thống huyết mạch, hệ thống phương cùng chức năng dần được hình thành. Ở Thủ Đức, ở quận Thủ Đức thì chúng ta có thể thấy là đó là nổi lên là làng đại học quốc gia, là trung tâm mà phát triển về giáo dục. Ở quận 2 thì chúng ta thấy có thêm ở quận 9 thì chúng ta có các khu vực như là khu công nghệ cao, thì có thể nói là một cái nơi mà
đô thị rất nhanh chóng. Đến năm 2020 là thành phố Thủ Đức đã quyết định chính thức được thành lập. Và ngày 1 tháng 1 năm 2021, thành phố Thủ Đức chính thức được gọi tên và được sắp xếp các cái khu vực. Giới thiệu qua thành phố Thủ Đức thì chúng ta có thể thấy là sau quyết định của các cơ quan chức năng như là Quốc hội, thành phố Thủ Đức sẽ được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại bằng đó, thì thành phố Thủ Đức chúng ta sẽ có 211 km2 dân số là hơn 1 triệu dân, bằng 10% diện tích và 10% dân số của toàn thành phố. Vì thế trung tâm là thành phố sáng tạo, khu đông Sài Gòn đã đưa thành phố Thủ Đức đứng trước những cơ hội để đi mạnh một cách hoàn toàn. Và các cái phân khu Thủ Đức chủ yếu là khu vực đô thị trường, công nghệ cao, khu đại học quốc gia, khu tài chính, khu đại chính, khu tam đa, với những cái chức năng chúng ta thấy dựa trên những cái chức năng mà đã hình thành trước đó. Trong một cái cuộc gặp gần đây với một vị lãnh đạo cấp quận thì vị này có chia sẻ là thành phố Thủ Đức so sánh với lại các quận trung tâm khác nhiều, thì anh có chia sẻ là thành phố Thủ Đức khác chúng ta có thể thấy rõ ở các cái điểm. Thứ nhất là về diện tích, 50% diện tích so với họ là trung tâm nhưng mật độ dân số chỉ có 1/3. Đây là một trong những cái tiềm năng rất lớn đối với lại cái ngành bất động sản cũng như là cái tiềm năng phát triển về đô thị lâu dài, phát triển cho cơ sở hạ tầng cũng như là các chức năng khác của đô thị. Và cái xu thế sẽ dịch chuyển sang các cái vùng ven, và chúng ta thấy đô thị Thủ Đức nó sẽ đón một cái lượng dịch chuyển cực lớn trong tương lai. Thành phố Thủ Đức đó là như vậy, tiềm năng như thế, nhưng hiện nay chúng ta thấy vẫn được gắn cho mình một cái mác gọi là mác bình dân. Mác bình dân ở đây không phải là người dân Thủ Đức, còn là vùng ven, vùng nghèo. Thực sự người Thủ Đức là những con người thì người ta rất chân chất, rất thật thà, giao thương dịch vụ rất giỏi, nhưng vẫn bị gắn mác bình dân, vẫn cảnh buôn bán theo cái hội phường, nhất là những cái khu vực trung tâm. Như vậy cần cái gì thì đó là một trong những cái chặng trở, cũng như là một trong những cái mà chúng tôi rất là đau đầu hàng ngày để mà làm sao để tìm ra được vị thế, tạo ra vị thế công trình, tạo ra vị thế xứng tầm cho cái biểu tượng mang tính chất biểu tượng của Đức. Và chúng tôi đưa ra cái tiêu chí để mà xây dựng cái dự án này, có thể gọi tóm tắt trong các cái chữ là tái định vị chuẩn sống sàng. Tái định vị chuẩn sống sàng nó thể hiện ở những cái điểm, đó là ôn nguyên quan tất cả toàn bộ thương mại dịch vụ, trải nghiệm những cuộc sống hàng ngày về sống sạch, các tiện ích thì phục vụ cho con người là tối đa. Giống như là anh Hồ Nam vừa chia sẻ, chúng ta có hơn 25 tiện ích, ngoài ra chúng ta có những tiện ích rất đặc biệt, sử dụng vật liệu mới, sử dụng công nghệ mới, và đặc biệt là chuẩn sống sạch còn thể hiện ở sử dụng các cái công nghệ thông minh, smartphone, smart building ở trong công trình. Đó cũng là cái tâm huyết của ban công vụ các vị tổ cho cái thành phố Thủ Đức. Thì chúng tôi đưa
ra, như chúng tôi đã kiến tạo lên cái sản phẩm này, là cũng là sự xuất hiện của Kiên Nam Mobility. Có thể nói Kiên Nam Mobility là một trong những cái biểu tượng độc tôn kết nối hàng Mỹ. Người ta có thể sử dụng cái dùng những cái từ này là không hoa mỹ, không quá xa vời. Đây là một trong những cái tiêu chí hàng đầu của dự án này. Đó là độc tôn, cũng giống như ở tại các thành phố, tại các quốc gia, tại các khu vực luôn luôn có những công trình mang tính chất biểu tượng gọi là đặc biệt. Đó, có những công trình mang tính chất độc tôn, một công trình duy nhất, mang ngôn ngữ duy nhất, mang vẻ sáng tạo duy nhất. Thì Kim Ram Infinity là một công trình xứng đáng được gọi là độc tôn và duy nhất của thành phố Thủ Đức. Kết nối hoàn mỹ ở đây, ta có thể được hiểu cái vị trí tọa lạc cũng như là các tiện ích xung quanh và tiện ích cho cư dân của dự án này. Và chúng tôi hướng đến Kim Ram Infinity ngoài độc tôn, ngoài vị thế, thì Kim Ram Infinity ở độ tinh tế, sang trọng, đẳng cấp. À, chúng ta thấy các biểu tượng về logo cũng như là cái vương miện vô cực của Kim Ram Infinity. Có thể nói là Kim Ram Infinity là một trong những cái tuyệt phẩm về căn hộ, trung tâm thương mại đẳng cấp, cái tính chất biểu tượng và mang cái tầm vị thế của quốc gia và thế giới. À, về cái sở hữu về một số cái gọi là cái tiềm năng thì chúng ta có thể thấy đó là sở hữu tọa độ vàng. Kim Rao là một trong những cái nơi, Kim Rao là một trong những cái sở hữu những cái nơi mà gọi là vàng của đất hiện nay trên đường gõ đất hiện nay chúng ta thấy đó. Chỉ còn lại duy nhất dự án này chúng ta có thể thấy là có cái khu đất đủ để phát triển để bất động sản cũng như là các trung tâm thương mại dịch vụ trung tâm. Về sứ mệnh cũng như là để tạo điểm nhấn cho giá trị dân sinh thì Kim Rao Phiên Thiên chính là sự lựa chọn tinh tế về định nghĩa chuẩn sọ. Cho nên là chính vì như thế chúng ta không thể lựa chọn ở những đẳng cấp khác hơn được, thấp hơn hoặc khác hơn. Tọa lạc tại vị trí vàng. À, như chúng ta đã biết thì hệ thống metro số 1 đi ngang qua đi dọc sở Hà Nội từ Bình Thạnh Thủ Thiêm đến Thủ Thiêm thì chúng ta thấy là đó có một cái hai trạm là trạm số 7, trạm số 6, trạm số 7, trạm số 8 là ba điểm metro dừng tại Thủ Đức. À, metro tuyến số 1 có sức luân chuyển hành khách 60.000 người một ngày. Và tại số 7, tại cái điểm metro số 7 là cái điểm chỗ là đại học chúng ta đó, là cái điểm đó là sau này là trung tâm người ta gọi là tiêu điểm của Thủ Đức. Thì cái điểm này nó cách Kim Ram Infinity chúng ta khoảng 500 m, tức là vừa tầm đi bộ. Và theo các cái hiệp hội thiết kế đô thị của Hoa Kỳ thì người ta gọi là bán đứng xung quanh các cái điểm dừng chân của metro đó chính là tọa độ vàng. Tọa độ vàng tại sao? Tại vì lúc đó người ta muốn di chuyển thì toàn bộ sử dụng gần nhau công cộng là metro và các giác dạng công cộng khác, nó làm cho cái di chuyển trong đô thị chúng ta cực kỳ dễ đi bằng đường chắc sử dụng các công cộng này. Thì Kim Ram Infinity chúng ta sở hữu cái tọa độ vàng. À, tôi giới thiệu một số cái chi tiết tương ứng với lại các trung tâm khác ở thành phố Đức. Kim Ram Infinity là cách 10 phút đến 15 phút để vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, 10 phút để là đại học. Còn vị trí của nó thì tiếp giáp các cái trường học, như chúng ta hiện nay là thấy các vị trí các trường học như là Lê Quý Đôn,
tiếp giáp các cái trường trường xây dựng Hồ Chí Minh, trường sư phạm, trường trường đại học sư phạm kỹ thuật v.v. Đó là những cái ưu điểm phải là vượt trội duy nhất có tại dự án này. Nói về cái concept của Kim Ra Infinity qua cái trăn trở của nhà đầu tư cũng như là cái ý tưởng của nhà thiết kế DeFi Mark Rowe, đó là một cái biểu tượng ở Kim Ra Infinity chính là tòa tháp đôi Apollo và Artemis. Hai tòa tháp này quyền với nhau là anh em song sinh với nhau, là hỗ trợ bằng với nhau, tạo nên cái sức mạnh, tạo nên vòng luân luân chuyển tuần hoàn của ngày và đêm. Đó chính là cái biểu tượng, đó chính là cái cảm xúc cho cái thiết kế thực hiện dự án này. Và chúng ta cũng thấy á, và chúng ta cũng thấy là cái tòa tháp này á, như anh em họ đang ôm nhau, ôm đấy, nó hình thành hai chữ V, đó chính là cái mà cái điểm mà chúng tôi muốn nhấn. Tòa Apollo thì tiếp xúc với đường Võ Văn Ngân là sự nó đại diện cho sự chủ mực mạnh mẽ đầy sáng tạo. Tòa Artemis thì tiếp xúc với đường Nguyễn Bá Lục đại diện cho sự thanh thoát nhẹ nhàng đầy tinh tế. Và chúng ta nhìn thấy các cái bối cảnh đó, các nhà tư vấn, nhà thiết kế đang diễn họa đó. Hai tòa tháp đôi như quyền vào nhau, như quyền vào nhau, nó ôm lấy nhau để cùng nhau phát triển, cùng nhau vươn lên, cùng nhau tồn tại. Về thiết kế bên trong thì chúng tôi nói một số cái tính biểu tượng cũng như là cái tính độc đáo ở trong cái tòa nhà Kim Ra Infinity, đó chính là cái hệ thống thông gió tự nhiên, vườn treo, thác nước, vườn và rừng thủy sinh, hồ thủy sinh, tạo nên một cái quần thể độc đáo ở Việt Nam cũng như là một số trên thế giới chúng ta rất ít. Thì chúng tôi ở đây nhà thiết kế cũng như là chủ đầu tư đó có một cái ý tưởng là chúng ta sẽ đưa cả một cái vườn nằm ở dưới hầm D2, nơi đó sẽ nuôi các cái động vật thủy sinh, tạo ra các cái dòng thác ở B1 chạy xuống B2. Tất cả các hệ thống cây xanh xuống từ B2 lên tới là một mái được chăm sóc, được nuôi dưỡng, tạo ra một cái vườn đứng ở trong nhà. Đây là cái điểm mới ở trong các cái tòa nhà hiện đại. Bởi vì chúng ta thấy hầu hết các tòa nhà hiện đại ngày nay là đều thông gió cơ khí, thông gió nhân tạo. Các cái khu trung tâm thương mại đều phụ thuộc rất nhiều vào các hệ thống máy lạnh trung tâm, các cái hệ thống điện, cho nên là thực tế là nó lãng phí, tốn kém chi phí và con người thì rất là xa rời với thiên nhiên. Chính vì thế nên chúng tôi đặt cái tính đầu tư ở trong dự án này ở chính là nằm ở cái không gian này. À, chúng ta thấy là ở cái tầng B2 chúng ta được thưởng thức nhạc nước, cây xanh và nhìn thẳng lên bầu trời, mưa nắng tất cả có thể rớt xuống đây. Về tổng quan dự án thì tôi xin bước nhanh, thì chúng ta cũng có thể định tương tay hết rồi. Thì dự án chúng ta về tổng diện tích đất khoảng 12.652 mét vuông, thì trong đó 2.500 mét vuông chúng ta dùng vào để thi công công trình. Quy mô dự án phần nổi thì chúng ta có 30 tầng cộng với một tầng lớn. Về cơ cấu sản phẩm thì chúng ta có 27 căn là căn hộ dịch vụ, 90 căn hộ, 729 căn là các cái căn hộ chung cư ở phía trên. Và cái thời gian bàn giao thì chúng tôi đang dự kiến là khoảng từ nửa quý 3 năm 2023. Chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Giang Thang, đơn vị phát triển dự án là thành viên của công ty của tập đoàn Bamboo Capital là VCDM, và đơn vị thiết kế là Fire Partner, đơn vị
đầu tư cũng như chị tư vấn thiết kế chính xác là Savia và Design and Beyond. Đơn vị xây dựng là liên danh tổng thầu Chaconi và CC1. Về công năng thì chúng ta từ dân dưới sở hữu căn hộ chính không ở tầng 30, chúng ta có thể gọi là Sky Villa hay là Penthouse. Căn hộ được bố trí ở hai khu vực từ tầng 6 đến tầng 12 và tầng 14 đến tầng 30. Chúng ta có hai tầng tiện ích, tầng 13, tầng 5. Tầng 13 là tầng lãnh nạn theo quy định phòng cháy chữa cháy 06 và được chúng tôi thiết kế đạt các tiêu chuẩn quốc tế cũng giống như là các tiêu chuẩn mà hiện hành mới nhất, và cũng thông báo với lại các quý vị anh chị trong buổi chiều ngày hôm nay là đây một trong những dự án đầu tiên được thẩm định phòng cháy chữa cháy theo quy định 06 và đã đạt yêu cầu về chữa cháy. Tầng dịch vụ ở tầng thứ 5 là một trong những cái tầng là hấp dẫn nhất của tòa nhà. Thương xá dịch vụ thì nằm chủ yếu ở tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì là các căn hộ như là các căn hộ dịch vụ hay là gọi là office. Hầm để xe thì còn chúng ta có sở hữu một cái trung tâm thương mại tập trung ở tầng B1 và B2. Đây là một trong những cái điểm. Tôi sẽ nói sâu về cái này. B1, B2 chúng ta là trung tâm thương mại, và khi vào công trình chúng ta sẽ thấy nó sẽ khác so với các dự án khác, và chúng ta sẽ đi xuống dưới thay vì chúng ta đi lên giống như các dự án khác. Thì B1, B2 chúng được bố trí ở bên dưới, nó sẽ là một cái cột nằm giống để đưa các khách hàng từ bên ngoài đi xuống dưới và đi lên trên, đi xuống bên dưới để tận hưởng các cái không gian cảnh quan ở nước bên dưới và đưa người đi lên trên. Tầng 3, tầng B4, B3, B4, B5 chủ yếu là để xe và các cái tầng tiêu thụ. Về đây sơ lược về các khu chức năng, đây chúng ta thấy tầng 13 được thiết kế cách hẳn ra, tầng 5, tầng 3, tầng 4 là các cái văn phòng 1, 2 và B1, B2 là thương mại. Có gì thú vị bên trong thì hồi nãy như hồi nãy tôi nói đã bị chỉ đồng tôn đã sở hữu bảo đồ quà thì phải có cái gì đó đặc biệt về một kiến trúc. Thì ở đây nhà thiết kế đã sử dụng một ngôn ngữ gọi là parametric, ngôn ngữ thiết kế cho những cái động dòng chảy kết hợp với lại cái công nghệ bê tông sở hữu tinh gọi là CFRC. Đây là một trong những vật liệu cứng siêu bền nhưng mà dễ tạo hình, tạo ra được những cái hình thức kiến trúc của kiến trúc đẹp mềm mại nhưng rất bền vững. Đó là những tiêu chí mà chúng tôi lựa chọn. Nó khác hẳn những vật liệu mà chúng ta đang thấy trên thị trường như là đá hoặc là những cái bê tông cốt thép thông thường. Ngoài ra chúng tôi luôn luôn muốn áp dụng các khoa học công nghệ, các kỹ thuật trình chiếu để tạo ra sự hấp dẫn từ ngoài vào trong. Và tòa nhà này trang bị một cái màn hình gọi là màn hình hologram công nghệ Anthropic, có thể là tương tác được bằng cái cái màn hình này đó, chúng ta sẽ thấy là quay lại cái bức tường trong cái mặt tường này, chúng ta sẽ thấy nó nằm ở ngay cái vị trí góc của tòa nhà. Khi mà chúng ta làm việc và làm việc với khách hàng, chúng ta sẽ làm một điểm cộng để sau này khi tất cả những cái event, tất cả những cái sự kiện, tất cả những cái buổi hoặc là cái chương trình quảng cáo, những chương trình mà ta kết nối thì chúng ta sẽ sử dụng màn hình này giống như là cái logo, cái mặt tiền, cái biểu tượng cho sau trong đây. Hai cái điểm nhấn thiết kế mà chúng tôi muốn nói đó là cái phố đi bộ trong nhà và cái vườn treo trên không. Thì nãy tôi nói sơ qua rồi, thì phố đi bộ trong nhà nó sẽ hình thành từ B2 lên đến tầng 4, 6 tầng, cho tầng một cái chuỗi khép kín với cây xanh, với các cái mảng vườn, với công viên bỏ túi, với những cái thác nước, với những
quan theo phương đứng, nó sẽ thành một cái hệ thống thông gió theo phương đứng của tòa nhà. Và hồ bơi ở tầng 5 là cũng là một cái điểm cộng. Chúng tôi chẳng thiết kế những cái hồ bơi, tôi đặt điều kiện với lại các nhà thiết kế rằng là hồ bơi được thiết kế vô hồ, được thiết kế hình chữ nhật, được thiết kế hình tròn, được thiết kế những cái hình mà nó chỉ là những cái hình vô cảm. Và hồ bơi nó phải tương tác được, nó phải sống động. Thì trong trên cái hồ bơi này, chúng tôi thiết kế vừa đủ cho không gian để có thể là một cự ly Olympic 25m, được cự ly xin lỗi, 25m bơi thẳng, một số không gian dành cho thư giãn và có dòng sông lười, có khu vực các khu vực jacuzzi, khu vực gia đình riêng tư. Chứ bơi thì chúng ta có thể, chúng tôi cũng đã bố trí thêm và chúng tôi cũng đưa ra một khái niệm khác cho các khu vườn dân cao, đó là đường đi bộ, đường chạy bộ chứ không. Hiện nay chúng ta thấy hầu hết các dự án hay là các cái dự án thông thường người ta hay chào bán thì thường thường là chúng ta sẽ làm các lát đá cho các khu vực để đi bộ, nhưng mà tôi nhà đầu tư và cũng như là nhà tư vấn đã muốn làm mới lại, có nghĩa là chúng ta sẽ trang bị các cái đường chạy bộ đủ tiêu chuẩn. Bên dưới là các cái đường bơi xịn chống ma sát, chống va đập, chống chấn thương dành cho người có sở thích chạy bộ. Và cái đường đi bộ này nó sẽ chạy xung quanh cái tầng 5. Với lại 25 địa điểm khác ở trong cái kiến trúc kinh tế thì chúng ta có thể nghiên cứu ngoài những địa điểm mà tức là BBQ, kiếp giả, hồ bơi, khu vực phòng gym thì chúng ta sẽ có thêm các cái khu vực như là thư viện, khu vực là biểu diễn ngoài trời, để chúng ta thấy ở đây để phục vụ các cái nhu cầu của cư dân thì chúng tôi có thể, chúng tôi đã bố trí thêm các khu vực biểu diễn ngoài trời có các cái bậc khán đài. Ngoài ra thì chúng tôi có bố trí thêm các cái phòng đa chức năng có thể biểu diễn cho, để có thể phục vụ cho các cái việc như là hội họp, xem phim của từng gia đình. Và cái này hoàn toàn là chúng ta sẽ áp dụng được công nghệ để được đặt phòng, để được phục vụ, để được thanh toán các cái chi phí phát sinh. Tầng cứu hộ, đây là cái điểm mới trong cái công trình này. Tầng cứu hộ thì thay vì chúng ta thấy là sẽ để một tầng trống thì chúng tôi bố trí thêm các cái không gian mà có thể nghỉ ngơi, có thể nghỉ ngơi không có chức năng đóng kín, không có chức năng sử dụng riêng tư mà chỉ có chức năng sử dụng như là cái nơi có thể là ngắm cảnh đi bộ. Và nó sẽ ở cái tầng, ta gọi là cái tầng 13. Thường trong các căn hộ của chúng ta hay có cái tầng 13 là cái tầng mà hay gọi là tầng 6 đó, thì chúng tôi bố trí cái vị trí tầng này. Đồng thời cái khu vực này nó được bố trí thông gió tự nhiên, ánh sáng, khi có sự cố thì người ở tầng dưới có thể di chuyển lên, rồi người trên có thể di chuyển xuống. Đây là một trong những cái tầng trung tâm để đánh nạn khi người có sự cố xảy ra. Tại vị trí công viên thì chúng tôi cũng bố trí các đường chạy bộ và cũng các một số cái khu vực các cái môn chơi thể thao khác, thì cái này nó sẽ nằm trong các cái chi tiết mà về sau của các cái thiết kế. Ngoài ra chúng tôi có những cái điểm nhấn ở trong cái khu vực thương mại, đó là các cái điểm trình diễn ánh sáng Tomaso Price Zero. Thì đây là một trong những cái điểm mà chúng ta sẽ bố trí để hút các cái lượng khách hàng đi xuống các tầng hầm để mà mua sắm, mua chơi giải trí bên dưới. Về mặt view thì có thể nói chúng ta ngoài view về đô thị, view về các cái trung tâm đô thị lớn như là về tòa lãnh mát 81 và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, về Biên Hòa, về tàu, thì chúng ta thấy là tòa nhà Kingdominity nằm ở một cái giữa một cái khu vực mà xung quanh xa xa sẽ có những con sông bốn lượn. Chúng ta thấy đây là một trong những cái điểm mà nó hấp dẫn đối với những cái người sở hữu các cái tòa tháp ở trong các trung tâm, các nội đô, các đô thị lớn.
Thì tôi nói sơ về công năng của tập điển hình cũng như là bố trí các căn hộ tập điển hình. Thì ở đây chúng ta thấy nó có ba cái màu, những cái màu vàng, màu xanh lá, màu xanh dương, và màu hồng. Đó là quy định và cũng như là về phân biệt về màu về số của căn hộ. Thì tòa Apollo và tòa Artemis của tòa sẽ có 15 cái căn hộ trên một tầng, sở hữu là 20 thang máy. Có nghĩa là chúng ta có 30 căn hộ trên một tầng, chúng ta có 20 thang máy tổng cộng. Trong 20 thang máy đó, chúng ta có 2 thang máy đó là thang máy về chạy chữa cháy, chuyển hàng. Rồi ngoài ra thì chúng ta thấy những cái những căn hộ thấp, những màu hồng và màu xanh, chúng ta thấy đó được bố trí là những cái view gọi là panorama cho căn hộ. Được thường là các căn hộ này căn hộ ba phòng ngủ, các căn hộ một phòng ngủ thì được thường được bố trí ở phía bên trong. Một cái điểm khác mà chúng tôi đã nghiên cứu và đưa vào thiết kế để làm việc đó là thiết kế smart home. Thiết kế smart home cho tòa nhà ở đây chúng ta không dừng lại ở các điều kiện như là đèn, số thiết bị, mà thiết kế smart home tòa nhà này được chúng tôi kết nối với lại các biên điện của tòa nhà, được kết nối với lại các máy chủ cá nhân, được kết nối với lại các nhà quản lý để cùng quản lý và vận hành các căn hộ các khu nhà. Có thể nói bao gồm như thế này, có thể là chúng ta sẽ sử dụng về đèn chiếu sáng, về âm thanh, về và cả trong khu vực bếp để tiết kiệm năng lượng, để phân phối, để đặt hàng, như để đặt hàng, rồi để tính toán các chi phí phát sinh trong tháng. Thì hướng tới của smart home trong những giao dịch này sẽ là làm sao cho tòa nhà trong một thành phố thông minh sáng tạo nhất. Và cái bộ này và cái điểm này cái nó này sẽ giúp cho chúng ta có bảo bản bán hàng và cũng chính là các phần đó là phải khách hàng sẽ là trong những cái điểm mà chúng ta sẽ trao đổi sâu với khách hàng. Còn lực có những đó là một trong những cái điểm cộng rất là lớn đối với khách hàng. Đúng rồi, đúng rồi. Và chúng tôi em nói nó ra bên chỗ đại sứ quán, một trong những cái đại sứ quán nó có thể optional rất đặc biệt đối với khách hàng, đó là sử dụng các căn hộ điều kỳ. Chúng ta có thể là đã nghe căn hộ điều kỳ ở đâu đó trên thị trường rồi, nhưng mà để áp dụng một cách linh hoạt và đưa vào thiết kế ngay từ đầu thì Kim Rao đã nghiên cứu áp dụng. Thứ hai là sẽ cho phép chủ sở hữu lựa chọn tối đa hai option trong quá trình thiết kế. Để làm gì? Để tránh cho các chủ sở hữu về sau vì thay đổi quá nhiều cũng nhiều được tốt đẹp, nó không biết xác nhận cái con dấu thế nào thì chúng tôi sẽ hãy xuống đây. Đây là căn hộ phục vụ bình thường thông thường nha. Đúng rồi, đây là căn hộ hai phòng ngủ thông thường. Các cái bố trí này chi tiết hơn thì xíu nữa nhà thiết kế sẽ nói thêm kỹ hơn, chúng tôi chỉ nói một cái tiện ích thôi và những cái gì chúng tôi mang lại thôi. Đây là hai phòng ngủ điều khác nhau ở chỗ nào. Hai phòng ngủ điều kỳ trong những cái thiết kế căn hộ là chúng ta cho cái giải pháp thiết kế thông minh, một cửa cho phòng ngủ, một cửa cho căn hộ và khả năng có một cửa xuất hiện ở đây. Cái này nó phục vụ cái gì, nhu cầu gì cho khách hàng. Khi một người khách hàng người ta mua và sở hữu căn hộ hai phòng ngủ này thì họ có khả năng sẽ điều chỉnh thành một căn hộ một phòng ngủ với đầy đủ chức năng là bếp, vệ sinh riêng, phòng ngủ phòng khách riêng, và một căn hộ là người ta gọi là studio. Ở đây nhà thiết kế cũng đã bố trí. Lúc đó chúng ta sẽ đặt cái cửa đây và cái cửa căn hộ này điều kiện là cửa một cửa đưa vào căn hộ này, một cửa. Như vậy nó sẽ giải quyết được các vấn đề là khi họ sở hữu một căn hộ như vậy thì họ có nhu cầu cho thuê ngắn hạn, cho thuê dài hạn, hoặc là hai anh em hay là hai đồng sở hữu cùng sở hữu thì họ có thể sở hữu các căn hộ và vẫn sử dụng một cách riêng biệt với nhau. Đó là cái
mà chúng tôi cũng đưa vào trong cái thiết kế ngay từ đầu. Chính vì như vậy nên chúng tôi đã bố trí một cái căn phòng ngủ nó rất là đủ, nó đủ rộng để chúng ta làm được cái chuyện đó. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có những cái phòng ngủ là điều kiện ba phòng ngủ. Đây như căn hộ này của bạn, căn hộ này của bạn. Đây chúng ta thấy cái cửa đây, thì khi đó chúng ta sẽ có hình thành cái cửa cho bạn. Nó sẽ thành một căn hộ hai phòng ngủ và một căn hộ một phòng ngủ. Đó là những cái gọi là khẳng định chuẩn sống sáng mới, chuẩn sống sáng mới, không lãng phí, luôn luôn hướng tới sự tinh tế, sự tiết kiệm, nhưng mà vẫn đạt được những cái đẳng cấp sống nhất định. Tới đây thì tôi có đôi lời chia sẻ thêm về cái suy nghĩ của tôi trong ngày hôm nay. Thì đối với dự án này Kingdom Infinity, chúng ta có thể nói là một trong những cái biểu tượng để đầu tư kết nối hoàn mỹ. Nhưng mà nói làm như thế nào thì chúng tôi và tập đoàn cũng như là các bộ phận, các cái anh em thực hiện dự án này đang ngày đêm đang dồn hết sức, dồn hết tâm trí của mình làm sao để tạo ra một sản phẩm có một cái giá trị giống như tư tưởng của mình, giống như cái suy nghĩ của mình, đem lại cái hiệu quả lớn nhất, cao nhất cho khách hàng, cũng giống như đem lại những cái hiệu quả tích cực cho đô thị, cho thành phố Thủ Đức. Và một lần nữa thì tôi cũng thay mặt tập thể ban lãnh đạo công ty Gia Khang cũng như là các cái đơn vị tài trợ tập đoàn Bảo Vũ Capital cũng giống như là hơn 1.000 sale các em ở đây, cảm ơn các anh chị đã tới và tham dự cái buổi triển lãm này. Và tôi cũng mong rằng là sau cái buổi ngày hôm nay chúng ta có thêm những thông tin và thêm những cái khí thế để góp phần cho dự án này thành công. Xin cảm ơn. Về đồng hành với chúng tôi về tư vấn về hồ bơi, về tương tác nước tới từ Tây Ban Nha, tư vấn từ vỏ bao che tới từ Sofia của Anh Quốc, và đặc biệt là tư vấn về lighting thế đến từ Italy, đó là kiến trúc sư nghệ thuật chiếu sáng Thomas. Ông ta cũng là người mà đã nhìn thấy cái công trình của chúng ta và ông ta gửi một bức thư muốn đồng hành với chúng ta từ Sofia. Do đó mà tại sao cái phần lighting của chúng ta về đêm là một cái điểm nhấn rất là độc đáo và gần như là chưa có tại Việt Nam. Để nói về công trình này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta bắt đầu từ 8 cái khái niệm. 8 cái khái niệm này được chủ đầu tư đưa ra rất là cô đọng, rất là nhiều ý nghĩa. Thì anh Duy bằng chất ảnh là kiến trúc sư nên ảnh giải thích rất là rõ, thì tôi sẽ trong thời gian ngắn thôi sẽ làm rõ hơn nữa. Thứ nhất là biểu tượng đồng tôn mang dấu ấn kiến trúc đương đại khác biệt. Chúng ta thấy rằng là rất nhiều công trình đang được thiết kế và thi công tại Việt Nam đều mang phong cách kiến trúc hiện đại. Chỉ có Kingdom Infinity chúng ta bước tới đương đại, đó là sự khác biệt đầu tiên. Kiến trúc đương đại được khái niệm bởi một hình ảnh kiến trúc của sự tương tác. Nếu thiếu sự tương tác về văn hóa, về cộng đồng, về ngôn ngữ, về chiếu sáng, về tính bền vững và vật lý kiến trúc thì chúng ta sẽ không có kiến trúc đương đại. Đó là cái mà tôi khẳng định các bạn, sự khác biệt đầu tiên. Thứ hai là tọa độ kim cương, tọa độ vàng của thành phố Thủ Đức. Thì tôi muốn nhắc thêm rằng chúng ta có một cái trung tâm thương mại của Vin kế bên, chúng ta có cái chợ Tự Đức truyền thống của lịch sử, và chúng ta có Kingdom Infinity, đó là nơi kết nối ba điểm này. Và chính điều kết nối này cho phép cái giải pháp, cái phối bề chúng ta có podium đã là một cái
sáng tạo khác biệt, cộng hưởng hai cái tính lịch sử đã có, bổ sung thêm tất cả các cái dịch vụ cho cộng đồng. Thứ ba là tái định nghĩa chuẩn mực smartphone tại Việt Nam. Smartphone là gì? Chúng ta biết rằng rất nhiều căn hộ có smartphone hiện nay, nhưng chúng ta không đơn giản chỉ smartphone cho căn hộ. Chúng ta có hệ thống quản lý thông minh của toàn tòa nhà kết hợp với quản lý thông minh điều tiết giao thông từ hầm cho các lối giao thông xung quanh. Đó chính là sự kết nối mà các dự án khác chưa chắc ở đẳng cấp A dám đầu tư như chủ đầu tư của chúng ta. Phố đi bộ trong nhà sớm văn phòng đa chức năng thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có trung tâm thương mại, chúng ta sẽ không cạnh tranh với Vinh, chúng ta không cạnh tranh với chợ Từ Đức truyền thống, mà chúng ta bổ sung thêm tất cả các dịch vụ F&B, ăn uống, văn phòng, shop, shop house, office style và các cái cửa hàng đẳng cấp và khác biệt. Đó chính là bổ sung cho sự độc đáo này. Thiết kế mảng xanh vừa nhiệt đới thân thiện với môi trường. Vừa nhiệt đới thân thiện môi trường không phải chỉ là màu xanh, mà các bạn thấy rằng là ở tầng 5 chúng ta có sự tương tác nước, ở tầng hầm B2 chúng ta có sự tương tác nước với mảng xanh. Chúng tôi sẽ cố gắng giảm nhiệt độ khi người ta đi dạo trong khu vực này xuống ít nhất là 2 độ C với cái sự tương tác, cái độ ẩm của hai cái tầng kết nối với nhau với cái luồng không khí tự nhiên. Nghệ thuật trình diễn ánh sáng của tác giả Tommaso thì ông ta rất nổi tiếng, với lại thiết kế cho Zaha Hadid, thiết kế cho Toyo Ito, thiết kế cho Norman Foster, thì chính ông ta là người đã rất thích cái thiết kế mà cái nhóm tổ đoàn kiến trúc và Kobe đã đề xuất, và ông ta đã tham dự vào đây. Không phải dễ để mời ông ta, mà ông ta muốn rằng là tại Việt Nam có một công trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật đích thực chứ không phải là một đuốc ánh sáng. Và hưởng trọn một cuộc sống tiện nghi với 25 tiện ích, thật ra là nhiều hơn 25, nhưng mà chút xíu tôi sẽ nói về điều này nhiều hơn 25 tiện ích. Thì chúng ta đưa tới một cái khái niệm là IR, có nghĩa là Integrated Resort, có nghĩa là căn hộ chúng ta là một cái resort mà đủ tất cả các cái chức năng, ví dụ không đơn giản chỉ là nơi ở. Chất liệu bình vững GFRC kiến tạo các bạn, thì GFRC là bê tông sợi thủy tinh cốt thép cực bền. Đây là xu hướng thiết kế bộ bao che hiện nay trên thế giới và lần đầu tiên chúng ta có tại Việt Nam, và nó cho chúng ta cái tiêu chí về bền vững, có nghĩa là chúng ta sử dụng những vật liệu thân thiện với môi trường. Độc tôn kết nối hoàn mỹ. Độc tôn kết nối hoàn mỹ này là một cái slogan mà tôi kích thích, có nghĩa là chúng ta đã kết nối được lịch sử, kết nối được văn hóa, kết nối được cái cộng đồng thông qua các cái cách thiết kế cho cộng đồng đi vào căn hộ chúng ta, đi vào podium chúng ta 24/24. Chúng ta giúp cho tất cả hoạt động ở cái trung tâm Thủ Đức này phồn vinh hơn, náo nhiệt hơn. Thì tôi sẽ đi nhanh đến qua khỏi cái vị trí này đã được anh Nam và Duy đã nói rất kỹ rồi. Qua những cái điểm nhấn chính trước đây thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đang đặt công trình tại một cái vị trí đã phát triển cái nền văn minh ít nhất là 100 năm rồi từ lúc khởi nghiệp tới giờ, và xung quanh chúng ta đã tạo tiền đề để xây dựng một cái trung tâm Thủ Đức mới tại vị trí đường Võ Văn Ngân. Đây là cái tại sao chúng tôi đưa cái này lên. Tất cả các bạn phải giải thích cho khách hàng, và đây là điều cam kết của chúng tôi đối với chịu trách nhiệm cao nhất của quận Thủ Đức, là làm sao công trình chúng ta không tạo ra sự kẹt xe và giảm kẹt xe. Đó chính là chúng ta đã phân luồng điều hành, sử dụng hệ thống thông minh để tách tất cả các luồng xe ra vào dịch vụ, tạo ra cái lớp đường thứ hai giảm áp tải cho đường Võ Văn Ngân. Do đó mà tôi nghĩ là cái đóng góp này đã được sự thừa nhận rất tích cực từ chính quyền địa phương. Nói về cái vỏ bao che này, các bạn thấy rằng là nếu chúng ta nhìn lên cái vỏ bao che của hai tòa tháp này, chúng ta thấy toàn bộ những cái băng ngang của chúng ta là bê tông cường độ cao và kết hợp với khung kiên
solar hấp thụ nhiệt cung kính chúng ta với cái độ dày là 30 mm, lớp cường lực ngoài là 8 mm, lớp cường lực trong là 6 mm, những khoảng cách Kircher để giảm cái nhưng cái tiếng ồn từ bên ngoài vào với cái cầu nối giữa kiếm và cái khung. Tôi nghĩ đây là một trong những cái sự hy sinh của chủ đầu tư khi đưa một cái phá sản mà không bỏ đi các tiêu chuẩn của Anh Quốc, và chúng tôi đã cam kết là chúng tôi giữ cái phá sản này cho các bạn. Do đó mà các bạn mới thấy rằng gần như là chúng ta sẽ không có tường gạch xây. Các bạn xem tất cả các chung cư khác, có thể là các A luôn, nhưng vì họ đã xây quá nhiều tường, do đó nó sẽ xuống cấp rất nhanh, vì nó bị nứt, nó bị tường xây, bị cửa và bị lớp 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 xây nứt. Do đó mà công trình trải qua chừng 1-2 năm là người ta phải di tu bảo liên tục. Và ngoài ra thì trên đỉnh này chúng ta biết là mỗi tháp chúng ta có một con PMU, có nghĩa là một cái cầu vận hành để mà sửa chữa toàn bộ tòa nhà ở đây. Và tất cả những cái chung cư hiện nay chưa có, và chủ đầu tư chúng ta đã đưa cái con PMU này vào vận hành trong tòa nhà này. Còn về khối bể thì cái ngôn ngữ thiết kế của khối bể này chính là đương đại. Đương đại là gì? Chúng tôi đã tương tác được với cộng đồng, chúng tôi dẫn dắt cái luồng di chuyển, chúng tôi giảm được cái nhiệt độ bên trong, chúng tôi đưa được cái cảnh quan vào, chúng tôi đưa được các cái tiện ích cộng đồng, phối hợp với lại các cái lịch sử của chợ Tư Đức, phối hợp với các trung tâm thương mại Vinh hiện nay và nâng cấp hai cái khu này đồng hành với chúng ta, chứ chúng ta không cạnh tranh để triệt tiêu những cái cộng đồng xung quanh này. Do đó cho phép chúng ta có một cái sự rất là linh hoạt trong kết nối. Và các bạn thấy ở đây chính là cái lỗi xanh. Cái lỗi xanh mà hồi nãy anh Duy đã chia sẻ, từ cái tầng 5 đây chúng ta xuống tới hầm và qua các cái vườn treo bên này, tạo một cái lối đi bộ thông gió chiếu sáng tự nhiên cho khu vực này. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có cái khái niệm phố đi bộ. Các bạn sẽ thấy nhiều ở Hàn Quốc và Nhật Bản, đặc biệt là các bạn tới Shibuya chẳng hạn, hoặc là Nam Dân ở Hàn Quốc. Tôi muốn đưa hình ảnh cái hầm. Chủ đầu tư đã dành 3 tầng hầm cho để xem. Tính toán bình thường chúng tôi 2 hầm là đủ, nhưng chủ đầu tư đã không tiếp tục đầu tư luôn 3 tầng hầm để đảm bảo cái chuẩn A của chúng ta là chuẩn A đích thực cho diện tích độ xe của từng căn hộ. Ngoài ra các bạn thấy rằng là tầng hầm chúng ta có cái tiêu chuẩn thoát hiểm và phòng cháy chữa cháy hiện nay cao gấp 1.5 lần tất cả các tòa nhà hiện nay. Chúng ta là nơi đầu tiên mà phải thiết kế theo chuẩn mới, chuẩn cao nhất của 06-2020. Do đó tầng hầm chúng ta gần như là đi ra trước các cái tiêu chuẩn đã có, và chúng ta sẽ đầu tư 1.5 lần cả thang thoát hiểm, cả thang bộ, thang máy, các cái hành lang đi lại này kia, cự ly thoát hiểm chúng ta cũng ngắn hơn. Đó chính là cái câu chuyện mà các bạn sẽ nói với khách hàng của mình. Đấy là cái hai cái hầm. Hai tầng hầm này là tầng hầm B1 và B2. Hai tầng hầm B1 và B2 này là sự dẫn dắt và kết nối trung tâm thương mại bổ sung cho Vincom. Hiện nay những gì Vincom có chúng ta sẽ không cạnh tranh, những gì Vincom thiếu chúng ta bổ sung, và chúng ta đưa những cái siêu thị của Hàn Quốc, của Nhật Bản, của Thái Lan, những cái Pushcart hoàn toàn khác biệt và bổ sung cho cái chợ Thị Hiếu phía sau truyền thống, bổ sung cho cái Vincom để tạo thành một cái cộng đồng đi lại. Và chúng tôi đang bàn với chủ đầu tư là giữa ba công trình này sẽ không còn ranh giới nữa. Vị là hồng. Đây là các tiện ích thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có một cái hồ bơi vô cực, chúng ta có hồ bơi trẻ em, chúng ta có một cái dòng sông lười. Tại sao chúng ta có dòng sông lười này? Chúng ta thấy rằng là toàn bộ các cái tòa nhà hiện nay, nếu chúng ta chỉ tập trung ở hồ bơi thì chúng ta bị quá tải. Và các bạn có thể thấy ở rất nhiều chung cư cao cấp đang quá tải ở hồ bơi vào giờ cao điểm, vào buổi chiều hoặc là buổi sáng sớm. Do đó mà chúng tôi đã tạo ra một cái dòng sông lười. Dọc theo dòng sông lười chúng tôi có các cái hồ jacuzzi, chúng tôi có các thác nước.
bơi chúng ta có thể là nằm trên mặt nước, chúng ta có thể trôi theo dòng nước một cách rất là lazy. Và xung quanh đây chúng ta sẽ có một cái khu tương tác nước. Khu tương tác nước này chính là đóng góp của đơn vị tới từ Tây Ban Nha cho trẻ em chúng ta. Ngoài cái hồ bơi trẻ con, chúng ta có tương tác nước, chúng ta có dòng sông lười, chúng ta có jacuzzi. Chúng tôi rất là tập trung cho thế hệ trẻ ở dự án này. Ngoài ra chúng ta thấy chúng ta có khu chơi trẻ ngoài trời, chúng ta có rất nhiều khu BBQ, chúng ta có các hoạt động chơi trẻ trong nhà, chúng ta có các cái khu sinh hoạt cộng đồng, chúng ta có rất nhiều các cái tiện ích cộng đồng chuyên. Và một cái đường chạy bộ thứ hai, tại sao chúng ta lại có đến hai cái đường chạy bộ, một cái đường chạy bộ thứ hai ở phía trên và một cái đường chạy bộ phía dưới. Cái công viên ở dưới chính là cái tầm nhìn của chủ đầu tư cho cộng đồng xung quanh mình, chứ không phải chỉ cho chúng ta. Chúng ta chia sẻ cái dịch vụ chúng ta cho cộng đồng xung quanh, cho những người tới đây. Khi mà chúng ta thu hút mọi người đến, chính là chúng ta thu hút một cái dòng chuyển động đến. Cái dòng chuyển động đến nó làm cho cái thương mại dịch vụ chúng ta sẽ tốt hơn. Đây là cảm ơn anh Hoa hồi nãy thì sẽ đã nói, tôi xin bước qua. Đây là cái mặt cái vườn treo đã được thiết kế với cái màu xanh của cái vùng vi khí hậu nhiệt đới mới. Và tôi muốn các bạn dành một phút cho cái phát sách này. Cái phát sách này thì nó chính là một cái hình ảnh mà chúng ta thấy cái chủ nghĩa tối giản thiết kế của Nhật Bản từ Đại học Kobe kết hợp với cái vật liệu mới GFRC, với những cái nghiên cứu của các giáo sư đầu kiến trúc, chúng ta đã đưa ra một cái phong cách thiết kế bắt kịp với thời đại. Đây là hình ảnh mà dòng chuyển động của chúng ta đã xuất hiện. Dòng chuyển động, đây là dòng chuyển động của không gian, của thời gian, của những người trẻ năng động, của văn hóa và của lịch sử. Tôi nói đến cái căn hộ một chút. Rất nhiều người nói đấy là căn hộ hạng A, nhưng mà có một cái chuẩn căn hộ hạng A mà rất nhiều chung cư không đạt được, đó chính là chiều sâu tính từ ban công vào căn hộ không được vượt qua 8 mét. Đó là chuẩn của Singapore và Hàn Quốc, và chung cư của chúng ta đã tuân thủ điều này. Khi tuân thủ điều này, gần như chiếu sáng cho tất cả các phòng, chiếu sáng sâu vào bên trong, chiếu sáng cho cả bếp và các cái không gian nhập phơi, chúng ta đều đạt được. Chúng ta không có những khuất tối. Và các mặt bằng này chúng ta đã thấy rằng chúng ta có căn hộ một phòng ngủ, có những căn hộ hai phòng ngủ. Trong căn hộ hai phòng ngủ chúng ta chỉ làm hai căn hộ hai phòng ngủ bình thường và căn hộ hai phòng ngủ với hai cái chìa khóa cho những người vừa mua căn nhà nhưng mà chưa có nhu cầu có thể cho thuê. Khi mà gia đình chúng ta hạt nhân phát triển lên, có con cái thì chúng ta lấy cái phòng ngủ đó lại để chúng ta hoàn chỉnh các gia đình của mình. Cảnh sát thì một lần nữa thì chủ đầu tư đã mời một đơn vị thiết kế nội thất của cái cảnh sát rất là nổi tiếng tới từ Singapore, đó là IG Nippon. Thì đơn vị này đã bắt được cái dòng chuyển động của ngôn ngữ kiến trúc đương đại, và họ đã đưa ra hai cái hình ảnh của mặt trời và mặt trăng là Sun and Moon qua các cái diện mạo mà các bạn thấy, qua các cái chất liệu rất là sang trọng và tối giản. Đây là đại diện cho Moon, hình ảnh ngay hồi nãy đại diện cho Sun. Đây là những cái chi tiết và chúng tôi rất thích cái chi tiết này với cái tông màu rất là nhẹ nhàng, chất liệu rất là sang trọng và có điểm nhấn. Các bạn có thể thấy hình ảnh rất là boutique trong từng cái thiết kế này. Boutique có nghĩa là gì? Người ta thiết kế riêng cho kinh rào Infinity. Và chúng tôi muốn nói về Latin một chút. Latin được Thomas cách điều từ thiên nhiên. Khi ông ta nhìn thấy cái sức vườn nhiệt đới của chúng ta thì ông ta quyết định cách điều ánh sáng từ các cái sắc của hoa. Đây là cái màn hình trình diễn Anamorphic Illusion. Đây là cái công nghệ mới nhất từ Hàn Quốc. Nó cho phép chúng ta diễn tả các hình ảnh 3D, diễn tả các hình ảnh với cái độ sâu không gian 0,5
phải là lễ. Đây là cái điểm nhấn mà từ cái điểm nhấn này truyền cảm hứng cho toàn bộ các cái chiếu sáng của tòa nhà này. Chiếu sáng của cái hai tòa tháp này còn với chiếu sáng thú vệ với cái màn hình này là đồng nhất theo kịch bản. Đây là cái điểm mà Tommaso đề nghị với chúng tôi. Đây là đề xuất của ông ta. Chúng ta sẽ có một cái dòng thác chảy màu xanh nhẹ của bầu trời, thì chúng ta thấy cái có vẻ chúng ta và cái màn hình này được chuyển động theo cái màu sắc hài hòa. Khi mà chuyển sang màu sắc rực hơn của các cái lễ hội thì toàn bộ cái bào của có vẻ và hai cái tháp chúng ta cũng thay đổi. Và khi chuyển sang những cái cách trình diễn mang tính năng động của IT, của công nghệ mới, của 4.0, của 5.0 sau, thì toàn bộ cái ba cái tính năng này là một cái thể thống nhất. Đây là cái thiết kế cực kỳ khó mà kiến trúc sư Mỹ đã đóng góp cho kinh Rao Infinity. Xin thưa các bạn, tôi xin kết thúc ở đây. Trường hợp khách hàng mà lựa chọn thanh toán bằng vốn vay ngân hàng lên đến 70%, thì
giá bán thì khách hàng sử dụng hỗ trợ lãi suất và cũng như là phí cho chức hàng chủ đầu tư như sau. Như các anh chị thấy trên màn hình đó là cái thời gian ngân hàng nợ gốc kể từ ngày giải ngân đầu tiên nó lên đến hết vòng đời dự án, nghĩa là 30 tháng. Ngoài ra, chúng tôi đã làm việc rất xét với lại các đơn vị bảo trợ tài chính để mang đến ngoài những cái key selling point các bạn có được đến từ dự án và từ những cái công năng, những cái thiết kế và những cái ngôn ngữ kiến trúc mà anh Chiêu từ The Five and Partners đã trình bày, thì chính sách vượt trội của bảo trợ tài chính mang đến cho chúng ta để chúng ta có thể nói đến khách hàng là như thế nào. Chỉ cần thanh toán đúng 15% để chúng ta có thể sử dụng ngay tiền hộ ra MVP. Và chúng ta sẽ ký hợp đồng mua bán ngay sau khi thanh toán 20%. Nghĩ đây là một cái điểm rất khá là đặc biệt của dự án Grand Infinity mà chủ đầu tư đã dành rất là nhiều tâm huyết và rất là nhiều sự nỗ lực để làm, với lại cái đơn vị bảo trợ tài chính để mang đến chúng ta chính sách bảo hộ tài chính tuyệt vời như thế này. Như trên màn hình các anh chị thấy được là tiến độ giải ngân thanh toán của ngân hàng, thì tại thời điểm thanh toán 15% thì ngân hàng đã giải ngân chúng ta lên đến 50% trước tại thời điểm ký hợp đồng mua bán, và chỉ cần thanh toán đúng 20% ở đầu tư năm thứ ba chúng ta đã có thể ký được hợp đồng mua bán khi mà chúng ta hoàn thành phần móng của dự án. Và khi tiến độ hoàn thành dự án tiến độ hoàn thành phần móng của dự án chúng ta dự kiến rơi vào khoảng tháng 6 năm 2024. Thì ngoài ra, nếu như ta chủ đầu tư khác, thì nếu như khách hàng chúng ta không dùng phương án cho vay với ngân hàng và thanh toán bằng vốn tự có, thì chúng tôi tất nhiên cũng luôn có chiết khấu dành cho những khách hàng thanh toán nhanh. Vậy chúng tôi mà dạy chiết khấu lên đến 9% ngay khi khách hàng thanh toán 95%. Đây là tiến độ thanh toán dành cho khách hàng mua căn hộ Infinity bằng vốn tự có của mình. Thì các bạn thấy ở mục ở đây đó là thanh toán chuẩn của chúng ta chia thành 14 đợt thanh toán, và đối với lại thanh toán nhanh của khách hàng là 95% giai đoạn 1 và thanh toán tiếp theo giai đoạn đợt thứ 13 và 14. Và chúng ta sẽ cùng chụp ảnh lưu niệm đánh dấu khoảnh khắc cột mốc quan trọng trong ngày kick off ra mắt dự án của chúng ta. Một trong những tay lớn từ tất cả các anh em ở dưới ạ. Lớn lên nào. Xin được chúc mừng cho các sàn giao dịch và chúc mừng cho tổng đại lý tổng phân phối của chúng tôi đã đem đến. Và đây là nhiệm vụ chúng ta sẽ chắc chắn thành công, đúng không ạ? Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị các chị. Chúng ta sẽ trở lại vị trí trong đầu của mình. Như vậy là những thông tin hữu ích về dự án, về thiết kế, về chính sách bán hàng đã được biết hết rõ rồi. Và cảm ơn sự hợp tác bền chặt từ tất cả các đại lý, từ tổng nhà phân phối. Chúng ta sẽ có được những chiến thắng trong tuần này vào thời gian tới. Còn bây giờ thay đổi không khí của chương trình hôm nay, chúng tôi cùng với các nghệ sĩ một lần nữa sẽ xuất hiện lại để đem đến một món quà rất đặc sắc dành cho tất cả mọi người ở đây. Xin mời quý vị một tràng pháo tay lớn hơn không ạ? Để chào đón tiếp mục món quà này. Xin mời. Thank you.
đó.